Kính thưa quý vị, ba đơn vị là trường Trung học phổ thông chuyên Tân Yên, Trung học phổ thông Mỹ Hào và trường Mầm non 19 tháng 5 cũng là ba đơn vị đã xuất sắc trong hội thi dân vũ được tổ chức lần đầu tiên năm 2023. Và ngày hôm nay ba đơn vị này lại tiếp tục là những đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong cuộc thi ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta hãy nở một tràng pháo tay lớn để chúc mừng ba đơn vị. Vâng ạ. Chúng tôi hồi hộp quá. Xin mời MC. Xin được phỏng vấn một chút ạ. Cho nên đứng cạnh chủ tịch công đoàn và tân phó hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông Chuyên Tân Yên. Xin được phỏng vấn cô là với cảm xúc của một nhà vô địch năm vừa rồi thì hiện tại cảm xúc của cô như thế nào ạ? Quả thực là đến với cuộc thi rất là vui và cảm thấy rằng là đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa, và tôi mong muốn rằng là công đoàn ngành hàng năm sẽ tổ chức để các cán bộ giáo viên nữ của tỉnh Yên và của trường Trung học phổ thông Yên nói riêng được tham gia và có những tiết mục cống hiến cho khán giả. Đầu tiên xin cảm ơn cô, và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay lúc này đây chúng ta sẽ đến với phần trao những giải còn lại của chương trình hôm nay, đó là giải nhất và giải đặc biệt. Vâng, chúng tôi xin mời bước lên phía trên của sân khấu. Vâng, kính thưa quý vị, tôi rất là hồi hộp như chia sẻ của cô chủ tịch công đoàn và tân phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tân Yên. Có những cô giáo của chúng tôi lần đầu tiên bước lên sân khấu ạ, và chúng tôi lúc đầu cũng nghĩ rằng là mình không thể làm được, nhưng mà với trường Trung học phổ thông chuyên Tân Yên thì với 6 buổi tập đã mang tới cho quý vị phần biểu diễn ngày hôm nay, và quả thật là đó là một cái thành công và sức lan tỏa rất lớn của hội thi. Chúng tôi xin được mời bước lên phía trên sân khấu hai đơn vị sau. Xin mời bước lên phía trước sân khấu đơn vị trường Trung học phổ thông. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các đồng
chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng ban tổ chức, ban giám khảo lên sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm cùng với